tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4, sáng nay Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng tham mưu trưởng, trưởng tiểu ban diễu binh diễu hành đã kiểm tra rút kinh nghiệm các khối chuẩn bị xuất phát phục vụ lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Các lực lượng tham gia diễu binh diễu hành sẽ tái hiện khí thế hào hùng của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, thể hiện sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, sự lớn mạnh và trưởng thành của lực lượng vũ trang cách mạng. Đồng chí Phó Tổng tham mưu trưởng yêu cầu các cơ quan đơn vị cần tích cực luyện tập thuần thục các động tác điều lệnh đội ngũ theo nhiệm vụ của từng khối, từng lực lượng, bảo đảm thống nhất, đẹp đều, các lực lượng phục vụ nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, hiệp đồng chặt chẽ, phục vụ tốt nhất về điều kiện ăn ở sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe cho lực lượng tham gia diễu binh diễu hành, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình hành quân cơ động lên Điện Biên. Tiểu ban diễu binh diễu hành tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban bộ ngành địa phương để bảo đảm an toàn chu đáo về mọi mặt cho các lực lượng.